Mỹ mở đợt tấn công mới với Houthi, chuyên gia nghi ngờ, đồng minh ngần ngại. Lauren Bonnefo, một nhà nghiên cứu về Yemen tại Sisson Po ở Paris, cho biết các cuộc tấn công là điều mà lực lượng Houthi đang tìm kiếm. Mỹ liên tiếp tấn công trong 2 ngày. Hai quan chức Mỹ cho biết vào tối thứ Sáu rằng các lực lượng Mỹ đã thực hiện tiếp một đợt tấn công nữa nhằm vào phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen. Đây là đợt tấn công thứ hai nhằm vào lực lượng Houthi liên tiếp trong 2 ngày, sau cuộc tấn công phối hợp của không quân và hải quân do Mỹ dẫn đầu một ngày trước đó nhằm vào gần 30 mục tiêu của Houthi ở Yemen. Theo hai quan chức Mỹ giấu tên, vòng không kích đầu tiên do Mỹ dẫn đầu ở Yemen đã nhằm vào các radar, các địa điểm phóng tên lửa và máy bay không người lái cũng như các khu vực cất giấu vũ khí. Các cuộc tấn công mới diễn ra vài giờ sau khi một phát ngôn viên của Nhà Trắng phủ nhận rằng các cuộc tấn công nhằm mục đích kích động một cuộc chiến lớn hơn ở khu vực. Tổng thống Biden sau đó đã nói rõ vào thứ Sáu rằng Mỹ sẵn sàng đáp trả một lần nữa nếu Houthi không ngừng tấn công tàu bè. Hai đợt tấn công này là sự leo thang mạnh mẽ trong hành động của Mỹ chống lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Houthi trên các tuyến đường vận chuyển thương mại quan trọng của Biển Đỏ. Kể từ khi lực lượng Houthi bắt đầu các cuộc tấn công vào tháng 11 năm ngoái, các hãng vận tải toàn cầu đã phải chuyển hướng hàng trăm tàu sang các tuyến đường mất nhiều thời gian hơn và tăng thêm chi phí cho việc vận chuyển hàng hóa. Tính răn đe bị nghi ngờ. Các nhà lãnh đạo Mỹ và Anh mô tả các cuộc tấn công là một thành công. Nhưng các nhà phân tích nói rằng họ đã vạch trần sự thất bại của Mỹ trong việc ngăn chặn hậu quả khu vực từ cuộc tấn công của Israel ở Gaza, một hoạt động được Nhà Trắng ủng hộ, và cuộc xung đột dân sự kéo dài ở Yemen. Bara Siban, một thành viên của Viện Các Quân Chủng Thống Nhất Hoàng gia Anh, Royal United Services Institute tại London, cho biết phương Tây, đặc biệt là Mỹ, đang tìm kiếm các giải pháp nhanh chóng cho các cuộc xung đột kéo dài và đang diễn ra ở Trung Đông. Lauren Bonnefo, một nhà nghiên cứu về Yemen tại Sisson Po ở Paris, cho biết các cuộc tấn công là điều mà lực lượng Houthi đang tìm kiếm. Lực lượng Houthi đang đạt được những gì họ muốn khi đối đầu với liên minh quốc tế, vốn phần lớn ủng hộ Israel. Điều này đem lại thêm sự hỗ trợ cho họ trên phạm vi quốc tế cũng như trong nội bộ, ông Lauren Bonnefo nói. Ibrahim Jalan, một nhà phân tích của Viện Trung Đông, mô tả người Houthis là một nhóm chiến binh nhanh nhẹn được củng cố sau nhiều năm chiến tranh ở Yemen và vượt qua nhiều năm không kích do Saudi dẫn đầu. Ông nói, họ có rất ít căn cứ quân sự lâu dài, quy mô lớn mà thay vào đó sử dụng các bệ phóng di động cho tên lửa và máy bay không người lái bên cạnh mạng lưới đường hầm và hang động khiến việc nhắm mục tiêu của họ trở nên rất phức tạp. Jalan cho biết, các cuộc tấn công hôm thứ Sáu là phần lớn mang tính chiến thuật và mang tính biểu tượng. Ông nghi ngờ chúng có tác dụng răn đe. Bác Al-Busi, ngoại trưởng của nước láng giềng Oman, cho biết các cuộc đình công đã đi ngược lại lời khuyên của chúng tôi và sẽ chỉ đổ thêm dầu vào tình hình cực kỳ nguy hiểm. Theo Mesa Suya Andin, nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Sana, sự ủng hộ với Houthis đã tăng lên thông qua việc số lượng tân binh đầu quân cho lực lượng này đã tăng vọt, đặc biệt là ở các khu vực phía bắc Yemen. Houthis luôn có tham vọng trở thành một thế lực trong khu vực. Khi họ đối đầu trực tiếp với Mỹ và các đồng minh của nước này, mong muốn của họ đã thành hiện thực. Họ đã chứng minh được khả năng tấn công các mục tiêu vượt xa biên giới của mình, bà Mesa Suya Andin nói. Đồng minh cũng ngần ngại. Đầu ngày thứ Sáu, một số nước đồng minh của Mỹ ở khu vực bày tỏ nghi ngờ rằng các cuộc tấn công sẽ có thể gây thêm căng thẳng cho khu vực đang sôi sục vì cuộc chiến giữa Israel và Hamas ở Gaza. Một số chính phủ bày tỏ sự nghi ngờ hoặc lên án vụ tấn công. Mỹ và Anh được hỗ trợ trong các cuộc không kích hôm thứ Sáu của Canada, Úc, Hà Lan và chỉ một quốc gia Ả Rập là Bahrain. Ả Rập Saudi, một đối tác thân cận của Mỹ trong khu vực đang cố gắng ký kết thỏa thuận hòa bình với lực lượng Houthi, đã cảnh báo về nguy cơ leo thang. Bộ Ngoại giao Ả Rập Saudi cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến với sự quan ngại sâu sắc. Oman, một đồng minh của Mỹ đã làm trung gian cho các cuộc đàm phán với người Houthis, đã chỉ trích các cuộc tấn công và bày tỏ mối quan ngại sâu sắc. Bác Al-Busi, ngoại trưởng của nước láng giềng Oman, cho biết các cuộc tấn công đã đi ngược lại lời khuyên của chúng tôi và sẽ chỉ đổ thêm dầu vào tình hình cực kỳ nguy hiểm. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.